Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không? Bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh 3 phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh quay lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Nên anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái em cầm trên cái tay. Hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc. Đây là cái mô biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Em xin cảm ơn chị. Chị đại diện chị nhận đi. Cảm ơn lại. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì là vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Tại Trường Sa đúng không? Nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đấy em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn.
Thế là, em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Và sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày tiếp cận. Tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó. Nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói và nói thôi. Đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ. Chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Phải không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng lại, lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Đúng không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Đúng không? Mà thể bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai. Lắng nghe là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cái cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó. Nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền ạ, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Đúng rồi. Okay, là em lại xong cái chuyến lên bờ xong là một thời gian là đi qua bạn. Em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì
em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về, và em không biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Em ở Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đắn đo. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn bị vợ tuổi. Còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi? Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nếu em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng đang học mẫu giáo, mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà, và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Trời ơi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, cho nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. May là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhớ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye bại. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm ấy, người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng lại ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo cả em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? Không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình, và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. Trường phái trừu tượng đấy là đấy, chị thấy ông, không ông phải ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu ông. Vợ ông phải nói lòng vòng suốt ngày, ông ấy bảo em là sau quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế,
sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo, gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu vợ em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nói cho bà bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt, rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô nghe không cô like. Cô về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Là hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh, nhà cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa. Rồi, xin cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi, bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Là tối là mạnh ai nấy ngủ. Dạ mạnh ai nấy ngủ. Chưa có đêm tân hôn. Dạ. Đủ lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Phải hồi nhỏ đó mình đâu có biết vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ngộ lắm anh nha. Ở nhà con thì có anh trai không à, thì mẹ con mình thấy biến nữa, mẹ con yếu lắm, mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bụng hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ, tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ, với thằng em nó cũng lớn rồi. Thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thửa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ còn hỏi chắc chứ không? Chưa. Cứ còn hỏi hoài vậy á. Thế nên là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận.
Con tên Nguyễn Minh Trí, năm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi, mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân và chú Thuận. Con tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn. Là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào. Để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ nghe đài suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng. Không có ngồi được luôn. Xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị. Nhưng mà điều trị cũng không được. Cứ ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được. Rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc rồi ở nhà. Suốt cái mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng gì. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì trong trường hợp nào đó con kể con coi. Con quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cana chín. Xong rồi con mới đi hái cana. Con chỉ nói thèm là cana. Là do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa nói là thèm cana. Xong con đi hái cana. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Xong con lên trước một ngày là chạy ngang nhà cô này luôn nhưng mà không biết nhà. Bữa đó đi thì hái cana xong cái bắt đầu trời mưa. Trời mưa mà lỡ hẹn rồi là 8 giờ đêm là con bắt đầu chạy lên cầu vượt Củ Chi. Tới cầu vượt Củ Chi là 10 giờ mấy, 11 giờ trời vẫn mưa. Xong con vô mướn phòng con nghỉ lại một đêm. Là sáng ngày thì đây vợ con đi với mấy chị rồi lên nhóm. Thì hẹn nhau rồi ra cầu vượt Củ Chi. Xong rồi con đi tới cầu vượt Củ Chi con đứng cũng trời mưa. Trời ơi. Trời mưa tầm tã luôn. Sao trời xúc động quá. Trời xúc động đó. Trời thử thách chứ không xúc động không. Vợ con với mấy chị á ngồi trên xe 7 chỗ mới chạy ngang qua con luôn. Chạy tới cầu Phú Cường luôn. Xong cái nói giờ em chạy lại cầu Phú Cường đi rồi chị ở đây chị đợi chị đón. Mà dầm mưa chạy luôn là lúc đó chỉ bận cái áo khoác thôi. Cao khoác dầm mưa chạy luôn. Rồi bây giờ là cái cô muốn rất là muốn biết cái cảm xúc con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào. Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp đó, rất là nhiều người khuyết tật. Có những anh chị còn nặng hơn vợ con. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một cái cảm tình đặc biệt. Hơi đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn không, sao? Có dễ thương, tiên, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Tôi thấy hình đã xấu ngoài đời còn xấu nữa. Xấu giả mang luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. Là nói là ảnh ăn chay nếu không có chất nữa. Nên cái đầu anh thục lóc. Dạ, mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 năm. Nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm? Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi. Tại con ăn chay theo. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hả Trí? Không, giờ con ăn mặn. Xuống núi từ khi gặp con. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao Trí? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều lắm. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ đẹp không? Bây giờ ngon, bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con tốt đúng không? Nhờ con trơn đúng không? Mà lúc đó thì con kêu hắn là chú tiểu thôi. Cứ động đặc bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn.
Rồi vậy thì thôi bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Dạ. Không, ba mẹ bên nào? Bên con không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? À, tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, dạ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện, nhưng mà chưa có chính thức. Thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy, nhưng mà anh này anh tới, nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không có chịu về. Là ổng có nghĩa là sao, cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở? Dạ, qua nhà con ở một tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ cứ thấy, trời ơi mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thật tình con thương Diễm á, thì con về con nói với gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với ba mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi gàng. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ nhưng mà mẹ không đồng ý. Rồi anh cũng thuyết phục mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Mẹ con không biết sao thì thôi, hai đứa tự quyết định. Mẹ con nói thôi giờ cứ đi tới lưu vài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ hai đứa đang kết hôn đi. Đi đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái ảnh mới gọi cho cậu của ảnh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Ảnh cầm cái tờ giấy độc thân nữa qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn con ký tên á, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được. Thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không à. Thì mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, rồi giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bụng không hoàng ở đây. Dạ, nếu mà có ai đứa thương chấp nhận mình á thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ. Tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi. Thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thửa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ con hỏi chắc chứ chưa, cứ còn hỏi hoài vậy á. Thế nó là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là dạ, thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là thì trong những lần mà nói chuyện với nhau và dạ, tìm hiểu nhau đó. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác. Không chỉ là con bình thường vậy. Rồi trời sau khi ơi, tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Và có đám cưới không? Dạ, dạ cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là con chấp nhận. Nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à. Nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa, mẹ ngoại cô không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy. Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái có đám rồi cưới mà dạ, là con đám cưới tập thể 2019. Giờ vui lắm. Con tham gia một cái đám cưới tập thể. Cái đây cũng mà nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh dạ. Nhóm con được khoảng tầm như 7-8 cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Được thải thở hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi. Bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy?
Tại vì cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không chị? Là ý em hỏi đêm gì? Định tân hôn á chị. Về mệt quá làm không nổi chú. Tại vì bọn nó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là cưới xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là Mạnh An ấy ngủ. Dạ, mà nay đêm chưa có đêm tân hôn. Dạ. Tại vì lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ hả? Thấy nó cười cười. À, hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ngộ lắm anh nha. Nhưng mà sau đêm đó rồi sao? Dạ cũng mẻ mẻ. Nhưng không dám nhìn mặt. Cứ cũng nhận nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng. Mà nhìn nó cứ nhìn không rồi. Bao lâu thì mới bình thường mọi thứ? Dạ khoảng 5 ngày à. Dạ khoảng 5 ngày à. Để con mau quên. Lâu quá luôn. Lâu quá. Là lúc đó là 2019. Dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm. Thôi giờ quay đến đến cái phần phần hấp dẫn nhất mà chắc con cũng chờ đợi đúng không? Dịch mặt. Đó, thôi để Diễm nói nè. Tật xấu của bạn ấy là cái gì nè? Dạ ngủ. Quá ngủ à? Không, thức khuya, thức cỡ nào với ăn. Khuya làm gì? Con biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không chịu ngủ. Có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mới dậy, con không kêu thôi. Cứ nghĩa là sáng sớm là cho con ngồi dậy. Cứ ẵm con lên xe xong. Rồi con muốn đi đâu, con làm gì, con đi đi bán cái số xong rồi con đi chợ đi lặt rau không con làm không biết tại xong anh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ thì con có thể nhờ được cái kêu anh mà không chịu dậy nhưng mà đúng đó giờ đó thì dậy dậy xong rồi nấu cơm nấu nước rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm coi như làm mê ngủ một mê cái ngủ. Tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không rồi tật gì nữa không chịu ăn làm biết ăn dạ chú có thể bây giờ từ khuya từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ tối, 8 giờ anh không ăn. Sao chỉ nó không lây cái bệnh nó qua cho tôi ta? Nó nghe là miếng ăn nè. Con ơi, con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình. Dạ. À, mình phải ăn, mình mới có đủ sức thì mình mới ẩm bả được, chứ đúng không? Dạ. Còn không ăn là sức đâu mà ẩm bả. Là ngược lại thì tầm tối, khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm. Nhưng mà có nhậu không? Nhậu dữ lắm. Nhậu với ai? Nhậu với bạn bè, nói chung là nhậu gì đam mê. Mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà, bỏ vợ nhà của mình? Cũng có nhưng mà ít khi đó. Nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng có. Nhưng mà cũng ít. Nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng thay đổi cái gì nhất? Bớt nhậu. Bớt nhậu. Là bớt nhậu đúng không? À, có sự đam mê đủ xì tin ghê lắm. Nhưng bây giờ con cai được xì tin rồi. Thôi hay quá. Tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi không còn tiền. Tài chính là con đã nắm trong tay rồi. Dạ tại vì con có quy định. Có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ. Mà cái gì của chồng là của vợ. Là của vợ. Khôn ghê luôn. Giờ chồng đi tới chồng đi. Vợ con. Cái tật xấu của vợ con lớn nhất luôn. Tối con không được là ăn vú con. Cái đó cưng mà, cái đó cưng mà. Không nhậu đúng không? Không ngủ được đúng không? Không có chịu. Mà nó làm người ta thì được nhưng mà con nó thì con mình làm nó. À. Mà nó làm mình được. À. Gì mà bất mà công vậy? Chỗ đó con bất công, chỗ đó mà con phải làm cho bằng được. Mà... còn tật xấu gì nữa không? Không, chỉ nhiều đó à. Cái tật nó dễ thương mà. Ngồi nhột lắm. Nhưng mà tính Diễm có dễ xúc động không? Hay khóc có dễ nhẹ tự ái không? À, hay giận. Hay giận. Mỗi hay lần giận nhẹ. Là như thế nào? Giận xong cái là khóc cái là bỏ đi ra ngoài đường. Chừng nào hết về. Leo lên xe hả sao? Không, xe thì con ẵm lên xe mới được. Ủa gì? Cái lúc giận thì đâu có thể nào mà anh ẵm tôi lên xe. Tôi đi ra được. Con lựa lúc giận. Có nghĩa là con lên xe con mới giận. Còn dưới giường thì con khóc xong rồi con ngồi. Trời chứ sao á, con phải tính chứ. Trước khi giận là nắm xe người ta. Trước khi mà kiếm chuyện á, trước khi kiếm chuyện.
Trước khi kiếm chuyện anh ẩm lên xe đi. Rồi ngồi xe rồi mới kiếm chuyện. Đúng rồi, con ngồi xe con chuẩn bị tư thế à. Con dùng bóp rồi nghe đó con thu gom tài sản xong rồi con mới nhận con. Dạ. Cất hết tài sản trong túi xong rồi bắt đầu mới gây. Rồi sao nó tính ghê trời. Thì ta phải tính chứ. Trời ơi đúng không? Trong cái khó đó. Dạ, con có tiền đâu. Vậy hiểu ta. Con mày trong mày đi lắm rồi. Đừng ẩm lên xe. Đó, nó giận lại nè. Tại vì ở phòng đó đó đồng minh của vợ con đông lắm. Ủa vậy hả? Chống không lại. Bây giờ con có mong vợ con thay đổi gì không? Nói chung là đừng mang vú để con ngủ là được rồi. Nó mong đừng mang vú nó kìa. Đêm nay ha, mang vậy gì không thay đổi đâu. Đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị, chứ đây là một câu chuyện cổ tích. Thật ra hồi nãy khi mà con nói mà con không tin rằng là con được đăng ký kết hôn với một người đàn ông bình thường như thế này. Thật sự chú rất là xúc động. Đó, và thôi thì bây giờ để kết thúc chương trình thì chú xin chúc phúc cho hai đứa con Diễm và Trí nha. Sẽ thương nhau hoài, yêu nhau mãi và hạnh phúc mãi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Rồi, chào hai em. Chắc chắn là hai vợ chồng này có liên quan đến showbiz này nghe. Có không? À, không, bây giờ từ từ để em hỏi. Em đoán thôi, em đoán. Đó, em đoán nghe, em đoán nghe. Đi. Hai vợ chồng này chắc chắn là có liên, một trong hai người sẽ có một người liên quan đến showbiz. Nè, về ngành nghề nào? Người mẫu. Đó, người mẫu. Diễn viên hay là nhà thiết kế thời trang. Đó. Chắc phải không phải con. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Đây, quý vị xem. Thì em đoán luôn đi. Đoán coi đúng không nghe. Em đoán luôn đi. Em đoán luôn rồi đó. Đoán là vợ hay chồng? Đoán là vợ luôn đó. Nãy chị nhìn dưới chị thấy nó hơi nhăn nhác Quỳnh Hồ á, lúc mà chị nghiêng á. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Dạ chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì con tên là Vũ Minh Đức. Hiện tại là con 27 tuổi. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghề nghiệp hiện tại của con là kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm. Dạ. Con được quyền gọi chú Quốc Thuận luôn. Khi mà con 27 tuổi, con yên tâm. Chú Thuận hơn con tới 30 tuổi. Con quá đáng nè. Hơn 30 tuổi là con là chị. Bằng tuổi chị. Rồi bên này kỹ sư phần mềm mình chắc. Hình sai hiểu nghe. Bắt đầu. Rồi bây giờ tới con. Dạ. Tới bạn. Dạ con xin được chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Chú, chào dạ. Chú Quốc Thuận. Dạ. Trời ác dễ sợ anh, luôn. Chú 57 tuổi rồi con. 57 nào? Tao mới có 42 thôi. Hơn chồng con tới 30 tuổi con đừng lo. Dạ. Chú con chào cô Hồng Vân, anh, con chào chú Quốc Thuận. Đúng rồi. Ép, trời ép nhỏ dễ sợ luôn. Cái này là ép, này là ép khí đá nè. Thôi đi, thôi chấp nhận luôn. Thôi. Dạ rồi, dạ con chào lại. Không được, được con chào vậy là đúng rồi. Chú con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 27 tuổi. Thật ra thì con cũng đang ngành nghề lắm. Công tác con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Mà con đang ngành nghề là gì nè? Đó, sổ số. Đó là cái công việc chính của con khi mà học và làm luôn là hướng dẫn viên du lịch. Con cũng có dẫn chương trình, có cộng tác cho đài truyền hình đã từng cộng tác. MC. Đó. Dạ. Nói chung là con cũng làm nhiều việc lắm. Dạ nhưng mà cái công việc chính thức vẫn là hướng dẫn viên. Dạ và cũng đi dẫn chương trình sự kiện. Và hiện tại thì con đang làm chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày. Dạ cho nên là công ty không cho con làm việc hướng dẫn viên nữa. Rồi. Dạ và con phải chuyển sang công việc văn phòng. Dạ cho một shop thời trang. Nói chung là anh Thuận đã đón hơi gần như là đúng rồi. Sao anh Thuận chú thì chú, anh thì anh, mới vớ vẩn. Ngượng tụi nó 27 tuổi à. Bây giờ mình 57 thì mình chấp nhận đi, sao mình cứ giấu tuổi làm gì? Bây giờ lên Google search đi Quốc Thuận bao nhiêu tuổi nó ra liền. Nha. Khổ tâm thiệt chứ. Bây giờ mình chấp nhận mình làm chú đi cho bà chị mình đã vui. Nha. Không sao cả nha. Rồi bây giờ nè, chắc có lẽ là đi du lịch. Và trong một cái tour đó thấy cô hướng dẫn viên du lịch này cao quá, xinh quá và thế là có cảm tình và theo đuổi đúng không? Đức. Dạ vâng, còn tin cả luôn nha. Đúng không? Bị cần xác con, nhận đúng không rồi? Dạ đúng, dạ đúng. Yes. Chúc mừng em. Yeah. Lần đầu tiên em làm thầy bói nó thành công. 1001 đoán thì vẫn dính một cái. Dính một cái một. Chú Thuận chưa bao giờ đoán đúng cho cặp nào hết. Riêng cặp tụi con là chú Thuận là tụi con may mắn có duyên đúng không? Dạ. Hên lắm nghe. Rồi con kể đi con. Ấn tượng đầu tiên của con về vợ như thế nào? Dạ thì con gặp vợ con là trong một cái chuyến tour du lịch của công ty. Đi đâu? Dạ đi Nha Trang. Thì cái hôm đó là công ty con là tổ chức một cái gala dinner nhưng mà có làm lửa trại.
thì vợ con là đứng phát nước cho cho mọi các người. Thành viên. Dạ. Ủa, chỉ có phát nước thôi hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi con mới mong men đi lại, thì cũng tại vì nhiều người phát thì con thấy vợ con là bạn dễ thương nhất thì mình lựa chọn. Nhấn dạ đúng rồi. Thì con hỏi con lịch sự là bạn ơi mình order nước được chưa? Xong rồi thì vợ con mới kêu là dạ được anh. Xong rồi nói mình có cần thanh toán ở đây luôn không bạn? Thì vợ con mới kêu là của anh 50.000 nhưng mà anh đưa số điện thoại cho em là được rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Không phải là công việc của chị ấy mà. Không thì từ từ em làm gì em phải trả lời giùm vậy? Công việc tại tại sao điện thoại? Tại sao em phải trả lời giùm? Em đoán em đoán luôn á. Thôi đoán nhiều đó đủ rồi. Dạ thực ra là khi mà dẫn tour thì trong cái đêm đó là đêm cuối cùng của tour là mình đang rất là phấn khởi là mình sắp được về nhà rồi. Và cái đoàn đó là toàn là kỹ sư trẻ hết đó cô. Dạ. Và thực ra thì con với mấy anh chị hướng dẫn viên khác vẫn đứng gửi nước là gửi bia, gửi nước ngọt và gửi nước suối cho khách. Và tất cả mọi người đều đang rất là vui và thực ra là ai tụi con cũng chọc hết. Dạ. Có riêng chồng con bị dính thính thôi. Có nghĩa là đâu phải trả tiền đúng không? Có phải trả tiền không? Rõ ràng là mình đã được thông báo trên xe là sẽ gửi nước cho khách, cho nên các anh chị mình khi mà khát nước có thể lại khu vực tụi em để lấy. Nhưng mà không biết sao là cứ gặp là hỏi ủa em có tính tiền không? Cứ tính tiền không đó thì con mới nói là không có 50.000 á. Cái kiểu thấy đờ đờ rồi xong con nói là thôi đưa số điện thoại cho em cũng được. Cái kiểu như vậy. Bài là đặt. con không biết là được free hả hay sao? Không, con biết là free nhưng mà con ghim. Con ghim là tự nhiên cái mình không quen biết gì mà mình không chọc bạn thì thôi sao bạn chọc mình. Thế là con móc điện thoại ra con nói là anh cũng đang muốn xin số điện thoại của em nè. Con đưa ra xong cái thế là bạn rụt lại rồi. Dạ nên cái con cũng lãng lãng đi luôn. Ủa dạ. Nhưng mà cái câu mà em ghẹo cổ đó là em ơi chai nước này bao nhiêu tiền hả? Dạ cũng tương có tự. Có trả tiền không? Dạ, trả tiền không em? Tức là bạn này là bị bạn này ghẹo biết đó, bạn này mới hỏi là bạn này là nên... uống nước có trả tiền không em? Không cần nên... trả tiền anh đưa số điện thoại cho em được rồi. Con mới nói là của anh 50.000 tại vì con biết là miễn phí mà còn hỏi tiền con ghét. Con nói là của anh 50.000 xong cái kiểu đơ đơ vậy nè, ủa sao ý là hắn biết sao, tại sao lại trả tiền á. Cho nên là thôi anh để số điện thoại cho em cũng được. Cái ông này không biết sao ông nhiệt tình ông móc điện thoại ra ông xin thật luôn. Mà kiểu như con đang giỡn thôi à chứ con không có muốn xin thật tại vì con thực ra đi tour con ít khi nào mà tại vì khách biết số điện thoại con hết mà con chi phải xin như vậy. Đấy, nhưng mà bạn này khác xe con chứ không phải là đi xe con nha. Rồi sau chuyến đi đó thì sao nào? Dạ thì con cũng có đâu có hỏi. Số điện thoại của nhau. Dạ đúng rồi. Dạ con cũng hỏi một số người nhưng mà người ta lại không muốn chia sẻ. Thì chắc con nghĩ là cũng cũng là nhiều người gọi là đang săn đón á nên người ta cũng không chia sẻ nhưng mà tình cờ lên Facebook. Với lại con cũng hỏi một cái anh hướng dẫn viên xe con. Ảnh con còn nhớ tên ảnh là Đức Hiếu. Thì Hiếu Võ. Anh Hiếu Võ. Thì ảnh mới cho con ảnh kêu là anh cho em số của bé này nhưng mà em đừng có nói nha mất công anh bị la bị rầy đó. Dạ thì con chưa kịp con nhắn tin nữa thì lên Facebook là thấy bạn bè trong công ty là tag vợ con vô rồi. Dạ. Thì nên con inbox thẳng luôn con nhắn cái câu đầu tiên con chào Duyên thì Đức nợ Duyên một số điện thoại. Cái tự động gửi số điện thoại qua luôn. Rồi con có trả lời không? Dạ lúc đó con cũng không có trả lời, con accept thôi chứ con chưa có trả lời gì hết á. Tại vì cơ bản là nói chung là tất cả đều là Duyên á, có nghĩa là bình thường mình ghẹo nhiều người lắm nhưng mà có mình này ông này ông dính. Với lại là trong đoàn thì xe con thì mọi người đang cáp con với một cái anh kia. Anh đó cũng dễ thương nhưng mà kiểu mình thấy là không có duyên á. Với lại con đi đoàn kiểu cũng có khách này khách kia làm mai á. Dạ nhưng mà hồi đó giờ không bao giờ con nghĩ là đi làm hướng dẫn là sẽ quen khách luôn. Dạ cuối cùng là quen ông. Vậy ông trời ngộ lắm. Cứ sợ cái gì là cho cái đó liền hả, lạ lùng vậy đó. Nhưng mà thực sự cô hỏi nè, con không hề ấn tượng với bạn này hả? Tại vì cô thấy bạn này khi mà bạn nói chuyện ra cái mặt bạn rất là cưng. Mặt ngộ ngộ cưng cưng sao đâu á. Mà cái giọng cũng hay nữa. Chồng con là quê là gốc là ở ngoài Bắc nhưng mà chồng con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái cách bạn tiếp xúc với con và cái đời sống của bạn á y chang là một cái người dân miền Tây. Nói chung là kiểu như lúa. Anh không nghĩ là em không, là gốc ngoài Bắc đó chứ. Dạ. Giọng rất là miền Tây. Nhưng mà em có thấy cái mặt nó rất cưng không? Mặt dễ thiện cảm vô cùng. Đặc biệt mà lại không ấn tượng gì bạn này. Còn bạn này là đổ bạn này là đương nhiên rồi. Cái chuyện đó là cô khẳng định không cần hỏi tới con luôn. Cô cũng biết là con đổ say đổ sẩm rồi. Rồi nhưng mà bao lâu thì Duyên mới cho ảnh số điện thoại? Dạ thì xong lúc đó thì con mới trả lời thôi. Trả lời bình thường thôi chứ cũng không có xin số điện thoại gì hết. Rồi khi nào thì mới có cái cuộc hẹn đầu tiên?
xong rồi cứ nói chuyện tương tác với nhau á. Con thì có một đứa bạn, có nghĩa là khi mà con muốn tìm hiểu ai, con sẽ gửi cái profile cho bạn đó xem. Bạn đó chỉ cần nói là không, hằng không được, kiểu như là lên Facebook soi á cô. Rồi ví dụ như soi bạn này thấy là à có công việc ổn định rồi, nhà cũng ở đây, rồi nhìn mặt cũng có thiện cảm, cho nên là mày cứ tìm hiểu thử. Thì con về con tìm hiểu thử, thì hẹn cà phê phải lần thứ hai thứ ba vậy thì con mới đồng ý. Thì bạn con không cho con đồng ý liền. Dạ. Nhà bạn đó là quân sư phải không? Dạ. Kiểu như vậy. Rồi sao? Rồi đi cà phê lần đầu tiên rủ em đi cà phê được thì con nói chuyện gì trong cái lần cà phê đó? Không, con cũng không có nghĩ nhiều là mình sẽ tán bạn. Con cứ nghĩ đơn giản là mình đi mình tìm hiểu nên tìm mở rộng mối quan hệ của mình thôi. Thì đi con cũng chia sẻ là vừa mới chia tay 3 ngày là gặp bạn. Xong rồi hẹn lại bạn gái hả? Dạ, mới chia tay 3 ngày cái đi như tay ngày 3 tháng 10 đúng không? Thì ngày 7 tháng 10 là con gặp vợ con. Thì cũng chia sẻ là mình cũng trải qua mối tình, vừa mới kết thúc mối tình 3 năm rồi này nọ, thì cũng hai đứa cũng chia sẻ nhau, thì tình cờ là tụi con cũng là giống nhau trong cái mặt tình cảm, là cũng là bạn này cũng mới chia tay luôn. Dạ con chia tay chắc khoảng năm hơn. Dạ. Thì thấy con thấy thừa đồng cảm giữa hai con á. Thì con cũng nghĩ là mình có một mối quan hệ tốt. Thì sau đó thì cũng vô công ty cũng nổ, tại vì tính con hay nổ lắm. Cái vô công ty nổ là mới đủ đi chơi được nhỏ này, nhỏ hướng dẫn viên nè. Xong á mấy ông công ty mày xạo quá, ai tin mày đâu. Xong rồi con biết trước rồi nên hôm đó là con chụp một tấm hình hay con đưa ra, xong rồi phía bên công ty lại thách tiếp, mấy anh trong công ty lại thách tiếp là giờ mày tán đi tao mới bái mày làm sư phụ. Dạ nè, thì con cũng nghĩ là nó vui vui thôi chứ cũng không ai nghĩ là mình sẽ quen bạn vợ con đâu. Thì đi chơi đâu đó lần thứ hai thứ ba, thì đúng một tháng sau thì con hẹn bạn này ra quán trà sữa gần nhà, con nói với bạn là Đức thấy tụi mình cũng có duyên thì thôi, thì bây giờ Đức muốn tìm hiểu duyên một cách nghiêm túc. Nhưng mà vẫn không tin. Dạ, không sao tin. Lại không tin duyên hả? Dạ. Cái điều gì ở ảnh mà mình lại không an tâm mà mình không tin ảnh? Không ai đi tỏ tình mà nói là tại vì hồi xưa là mấy anh trong công ty thách anh quen được em. Con nghe con giận, cái con không chịu. Con nghe con kiểu như là mình không có thật lòng á, kiểu mình chỉ là qua đường, kiểu như là tán chơi chơi thôi. Cái kiểu như không có phải là nghiêm túc trong mối quan hệ ngay từ đầu, kiểu như vậy. Và khi mà tụi con nói chuyện nhiều với nhau, lý do là cái nhà trọ của con ở lúc mà con là sinh viên á, thì ở kế bên cái nhà của chồng con luôn. Kế bên con đường, khi mà nói chuyện với nhau là hỏi ở nhà anh ở đâu thì ở ngay chỗ đó. Và cái quán ăn, những cái quán gần đó hai chồng đều biết hết. Các cô bán tên gì là hai vợ chồng biết, cho nên hai chồng nói chuyện nhiều hơn. Mình tương tác nhiều hơn. Là như vậy. Nhưng mà rồi không... sao nữa? Rồi mối tình nó tiếp diễn ra sao nữa? Mà sao ông cô gái ông thật thà như vậy? Cô gái mà ông còn khai luôn cái vụ là bị người ta thách có bồ nữa. Tại con nghĩ là mình cứ nói thật ra đi thì có người ta sẽ giống như là hiệu ứng nó ngược lại chút. Nhưng mà duyên không chấp nhận gì thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa đến được với nhau? Dạ con vẫn chạy cối. Dạ tiếp luôn. Duyên kêu là bị ho này kia thì con mua thuốc ho qua tận nhà ăn đưa luôn. Nhưng mà không chịu xuống lấy. Dạ, thì qua một hai lần như vậy thì chắc là cái nhờ cái sự nhiệt tình của con thì mới kiểu cảm giác là duyên cảm động và dạ, chấp nhận đúng không? Mà từ cái lúc mà quen nhau tới khi mà đăng ký kết hôn á là 3 năm, là hết 2 năm chồng con đi nghĩa vụ. Và hết dồn trong đó là 2 năm là dịch nữa rồi. Dạ, cho nên là cái thời gian hai vợ chồng gặp nhau nó không có nhiều. Tụi con bị yêu xa nhiều. Khoan, có nghĩa là yêu trước khi là Đức đi nghĩa vụ đúng không? Có nghĩa là tụi con không có một cái lời tỏ tình nào chính thức hết. Có nghĩa là quen gặp nhau từ tháng 10 nhưng mà tới tháng 1, tháng 2 gì đó là chồng con đi nghĩa vụ luôn. Và chồng con cũng bị sốc là... Nhưng mà lúc đi nghĩa vụ là đã là quen chưa? Quen rồi đó. Dạ. Thì kiểu, nhưng mà kiểu... cái khúc nào mà quen là con mà... chấp nhận? Không có. Tại vì nãy giờ Đức kể là chưa thấy là dạ, cái lúc nào mà Duyên coi như là đồng ý làm bạn gái của Đức cả. Dạ, tụi con là... giống như không là có một lời tỏ tình như là một cái dòng nước hiểu. Suối nó nghiễm nhiên nó chảy vậy đó. Chứ không có dạ. Đúng không? Dạ. Không có một con đập nào ngăn dạ. cách để rồi hòa vỡ không có gì đó. Không có luôn. Tại vì dạ. cái chi tiết nè, mua thuốc đến rồi cũng không xuống lấy. Là tới đó là coi như là chững lại luôn. Rồi là bao lâu thì đi nghỉ vụ? Dạ thì qua Tết là mấy tháng. Nghĩa là cái chỗ tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đi nghỉ vụ rồi. Là đi nghỉ vụ. Là yêu xa 2 năm.
Rồi khi đi nghỉ vụ về là dịch giật, rồi là yêu xa năm. Dạ, thêm gần một năm nữa. Cái lúc mà chồng con đi nghỉ vụ á, là cái ngày đi á, là thường á, là người ta cắm trại xong là sáng hôm sau người ta sẽ đi luôn. Nhưng mà riêng chồng con là không, anh không có đi đâu, em yên tâm đi, không đi đâu, tại vì đang làm kỹ sư mà sao đi được. Không, anh không đi đâu. Xong rồi con nói là thôi bây giờ anh cứ cho em địa chỉ đi, ví dụ như mà tới nơi anh đi á, thì em tiễn anh, còn nếu như mà không đi thì em đón anh về. Trời, tự nhiên tới nơi cái ông khoan chưa biết rồi, nhưng mà tới khúc đó đó là đã nắm tay chưa? Dạ rồi. À, nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi bây giờ nè, rồi tiễn đưa đi nè, rồi tới chỗ đó. Dạ, thì cái lúc mà tự nhiên cái lên xe cái đi luôn và kêu con nói là em nói công ty cho anh nghỉ nha. Trời, ông tỉnh tới như vậy luôn á, kiểu như mình mất 2 năm nữa cô, mình đang đi làm, tức là mình đi làm rồi và mình cần một cái người nào đó cũng đi làm mà có thể nương tựa với mình. Đùng cái đi nghĩa vụ là mình coi như là không có người để nương tựa, rồi kiểu không có người ủ hỉ này kia. Xong rồi cái thấy hụt hẫng, con khóc quá chừng luôn. Là khóc cái lúc mà nhìn thấy anh lên xe không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn được lên thăm non đúng không? Dạ vẫn lên thăm, nhưng mà 3 tháng đầu thì hơi khó thôi, tại vì đi hơi xa, tại vì đi xuống Củ Chi rồi. Còn phải chạy xuống dưới thăm. Hơi cực, như là kiểu 3 tháng đầu thì hơi cực đó cô, cho nên thành ra là bạn hất đầu đinh. Bạn hất đầu đinh rồi nhìn ốm mà đen, nhìn xấu. Xót luôn đúng không? Xấu. Dạ, đợt cái con xuống 10kg. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà chồng đi nghỉ vụ như vậy thì là Duyên ở nhà vậy đó, thì là có nhiều anh chàng theo đuổi được không? Dạ thực ra thì kiểu như là nếu như mình nói không có thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như vẫn có kiểu như khách của mình á, rồi đồng nghiệp hay này kia thì kiểu như là vẫn có người nhắn tin, nhưng mà thực ra thì cái này là phải tin, giống kiểu là nhiều người vẫn hay nói chồng con là ủa sao mày lấy vợ mà mày vẫn cho vợ mày làm hướng dẫn viên, thì sao mà mày không ghen được. Dạ, nhưng con nói là ngay từ đầu nếu như mà anh xác nhận là anh xác định nếu như mà ghen thì không quen được em đâu, tại vì phải tin nữa. Dạ, và nếu như mà không tin thì tụi con không có tới bây giờ mà tụi con cưới nhau tới bây giờ đâu. Nhưng mà trước khi chồng con đi nghĩa vụ là con đã tới nhà chồng chưa, gặp bố mẹ chồng chưa? Là ngày Tết á, là ngày hôm Tết á, là ngay mùng 2 Tết là con là hướng dẫn viên trực đường Hoa Nguyễn Huệ. Là con áo dài, nhưng mà ngày hôm đó chưa có lãnh đạo nào tới thì chồng con mới chở con về nhà của chồng con. Con nói là bây giờ là vô là phải mua cái quà vậy đó, tại vì lần đầu tiên mình về ra mắt. Nhưng mà chồng con thì kiểu là không sao, không cần gì hết. Bây giờ con không chịu, giờ tới nhà rồi phải mua cái gì, phải chở ra mua cái gì đó mới vào nhà được. Thì con mới ghé tiệm, con mua được hộp bánh, rồi con qua con gặp bố, có bố nhà. Thì con chào bố rồi nói chuyện một chút xíu rồi tụi con đi. Lúc đó là ra chưa? Lúc đó là chưa đi nghĩa vụ. Chưa đi. Là xong là qua Tết là đi liền. Rồi tầm tháng 1. Rồi cái lần sau, có nghĩa là sau khi đi nghĩa vụ là về thì là có đưa Duyên về nhà nữa không? Dạ là trong lúc đi nghĩa vụ thì sẽ có những cái ngày mà chồng con được nghỉ phép á, ngày chủ nhật á thì có đưa con về nhà ăn cơm, nhưng mà ít lắm. Rất ít. Như vậy là các bạn là từ lúc mà yêu cho tới lúc mà coi như là yêu xa 3 năm trời, anh ấy đi nghĩa vụ rồi mất bao lâu nữa thì các bạn mới cưới nhau? Thì dịch xong mới cưới đúng không? Dạ, vậy là tụi con mới cưới tổng đây. Dạ. Vậy là tổng cộng là 3 năm rồi, 2 năm là 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ thì tháng 5 năm ngoái là nhà chồng con xuống hỏi cưới con. Là vừa hỏi cưới xong là tháng 6 là dịch. Là Sài Gòn lockdown luôn, là không gặp nhau luôn cho tới khi dự định là tụi con là tháng 10 cưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhà chồng con gặp biến cố là mẹ chồng con mất. Mẹ chồng bị bệnh à? Dạ. Mẹ con bị bệnh ung thư. Thì cũng phát hiện lúc cũng giai đoạn cuối rồi. Vậy hả? Mẹ lớn tuổi chưa con? Dạ mẹ con nếu mà tính đến bây giờ thì khoảng 58 tuổi. Thì là mẹ mất sớm quá đúng không? 58 nhưng kiểu phát hiện trễ quá cô, mà phát hiện trong dịch cho nên mình không đi khám rồi không chữa trị, nói chung là mọi cái không ai đi thăm được, rất là khó khăn. Nghĩa là mẹ không kịp coi như là dự cưới hai đứa luôn. Dạ vâng, thì cái hôm mẹ mất thì dự tính là trùng như cái ngày cưới của tụi con. Vậy hôm mẹ mất thì cũng may mắn là cái khoảng 2 tuần cuối đời của mẹ thì vợ con có được giống như là nhờ một cái chuyến xe mà chở hàng hóa nhờ một cái chuyến xe kiểu như là chở nhu yếu phẩm từ tỉnh vô, thì tình may mắn là cũng có người giúp, cũng nên lên Sài Gòn thì cũng chăm mẹ con cũng được 1 tháng cuối đời. Tức là con có gặp mẹ 1 tháng cuối đời. Tại vì theo con được biết là người Bắc đó cô, là kiểu họ cũng quan trọng cái tín ngưỡng này kia, nghĩa là nếu như mà mẹ mất rồi á mà mình chưa đăng ký kết hôn á thì mình sẽ phải để tang 3 năm rồi mới cưới được. 2-3 năm gì đó, tại chồng con là con trai á.
Cho nên là bố con mới gọi con lên sớm để đăng ký kết hôn trước khi mẹ mất. Vậy là mẹ cũng mãn nguyện rồi, có nghĩa là mẹ được con chăm sóc một tháng rồi là con... Sài Gòn vừa lockdown là con lên liền luôn. Là hai đứa lại cũng đăng ký kết hôn. Thành ra là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Nó là một tay là Duyên chăm sóc mẹ chồng đó. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn đó thì nhìn thấy vợ như thế nào? Thì con khẳng định luôn đến bây giờ luôn nè, con đã chọn đúng người rồi. Là lúc trước là mình, nếu mình nói chọn đúng người thì người ta sẽ không tin mình. Nhưng mà sau những gì mà tụi con trải qua rồi, là 2 năm nghĩa vụ rồi, mẹ con bệnh rồi, vợ con chăm sóc từng ly từng tí một. Chuyện vệ sinh, chuyện ăn uống, chỉ có mẹ vợ con làm được thôi. Còn thì con thấy là chắc chắn phải là Duyên rồi, chứ không thể nào ai khác được đúng nữa. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Nhiều khi kiếp trước con là con ruột của mẹ. Dạ. Tại vì khi mà con lên, con chuỗi là con đăng ký kết hôn thôi. Mẹ con thì gia đình con không ai cho con lên hết. Tại vì khi mà mình lên, lúc đó Sài Gòn đang dịch chết rất là nhiều. Mẹ con rất là sợ. Thì con chưa có tim. Mà mình cho con mình lên thì dòng họ sẽ chuỗi mẹ con rất là nhiều. Tại sao lại cho Duyên nó lên như vậy? Cưới thì chừng nào cưới cũng được. Nhưng mà kiểu con không biết sao á, con đang thuyết phục được mẹ. Thì ba với mẹ cho con đi, nhưng mà khóc nhiều lắm. Kiểu như là con xác định luôn, khi mà có chuyến này con lên là con khó về lắm. Tại vì mình không có lý do để mình về đâu. Đúng rồi. Dạ, khi mà con lên thì con đăng ký kết hôn liền. Rồi sau đó thì tự nhiên cái mẹ không có đi di chuyển được nữa, là chỉ có là nằm tại chỗ luôn. Rồi tự nhiên con lên là mẹ nằm, bắt đầu nằm là 2-3 ngày sau mẹ nằm luôn á. Thì lúc đó mình không về được nữa, không có lý do để mình về. Mình thấy mẹ thương lắm. Rồi sau đó khi mà tới khi mẹ mất á, thì lúc đó mình muốn về cũng không được, tại vì phải cúng cơm 49 ngày. Đó. Mà phải ở thêm 49 ngày. Nói chung là con ở từ cái lúc mà con lên Sài Gòn cho tới bây giờ là con ở nhà chồng con luôn. Tới bây giờ luôn. Dạ. Dạ thực ra thì con nói hơi xạo dòng họ con một xíu để cho yên tâm á, là con lên đây con ở trọ rồi con qua con đó chăm mẹ. Chứ thực tế là con ở nhà chồng con. Bây giờ thì chắc lẽ là gia đình mới biết đúng không? Dạ, chắc là giờ mới biết. Mà thật ra là gia đình em nếu mà biết được cái việc làm ý nghĩa đó thì sẽ rất là quý. Dạ, chắc là con nghĩ lý do đó, cho nên là bên nhà chồng thì mấy cô mấy bác mấy chú rất là thương con. Kiểu như là người ta đã rào lại rồi mà mình dám nhảy rào qua. Kiểu vậy. Dạ. Thật ra yêu là... trong cái giai đoạn đó nó cũng rất là khó. Trời, Sài Gòn lúc đó khủng khiếp lắm em ơi. Cách đây một năm ha, sợ quá. Khủng khiếp lắm. Vậy là bây giờ là tụi con đã có em bé chưa? Là một bé. Dạ một bé. Dạ đang. Dạ hồi nãy con nói là con đây là chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày đó. Dạ. Là đang có em bé đúng không? Vậy mà nãy con nghe thì tôi lại tưởng là có rồi, đứa nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Cô lại nghĩ là em bé sau 9 tháng 10 ngày đã được sanh ra đời rồi đó. Dạ. Wow, là bây giờ là đang có. Dạ, con đang có. Được rồi, chúc mừng nha. Rồi, con đang rồi, chúc mừng con. Một tuần. Gần 3 tháng. Rồi, chúc mừng. Nha. Sắp sửa biết giới tính đó. Dạ. Con biết rồi. Biết luôn hả? Dạ, con biết rồi. Không bật mí luôn, riêng trai gái. Dạ, dẫn chồng con dẫn đi đá banh được. Wow, trời, chúc mừng con nha. Rồi, chúc mừng. Rồi đó, ơi. Dạ, thực ra thì nói mà cái vấn đề trai gái nó không áp lực, nhưng mà khi mà mình... Tại vì nhà chồng con là người Bắc, mình đúng rồi, là cô hiểu mà. Dạ, con cháu đích tôn. Đúng rồi, cháu đích tôn nữa đúng không? Trời ơi, chúc mừng mẹ phù hộ. Dạ vâng, con cũng nói hai vợ chồng trước khi ngủ cũng nói là lúc mà biết được cái tin đó là thấy kiểu là chắc là mẹ phù hộ rồi. Mẹ đó. Dạ. Và hôm nay là các em lại đang vừa có một cái giây phút nhắc đến mẹ. Đó, và lại khoe một cái thành viên, sắp sửa có một thành viên mới nữa. Lại là con trai nữa thì rõ ràng là hôm nay là một ngày rất ý nghĩa. Đúng không? Rồi. Vậy cho nên tiếp tục đi. Mình qua cái phần kia đi chị. Nó khó chịu cái mỏ ghê á. Chị khó chịu cái mỏ lắm, chị không muốn hỏi đó. Thôi để em hỏi cho. Nhưng mà không được, bị cái chương trình này mà mình không hỏi là mình bị truất quyền MC. Đúng rồi. Cho nên bắt buộc mình phải làm đúng format đúng không? Đúng ra không định out rồi đó, nhưng mà phải hỏi. Phải hỏi. Bây giờ nè, hai đứa có tật xấu gì không? Sau khi mà về ở chung nhà thì là con có phát hiện ra bạn ấy có tật xấu gì mà lúc yêu nhau bạn ấy giấu không? Đó. Ai khui trước? Con chọn khui trước. Con đợi giây phút này lâu rồi. Là Đức chắc xem chương trình này nhiều rồi đúng không? Dạ. Con thì cũng không chủ động xem, mà vợ con cứ ngồi xem, mà con cứ ngồi kế bên con bình luận. Mà rất khoái cái chỗ này đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi hai đứa con. Dạ thì vợ con thì con hình từ lúc mà quen nhau tới giờ thì tật xấu cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn ở trong cái gọi là cái cho phép. Nhiều khi
người với người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói là tật xấu, nhưng mà con thấy nhiều cái đó là rất là thích. Thí dụ vợ con là cứ đi xe thì cứ hết cù lét rồi lại cắn xong rồi lại nhéo. Tức là ngồi sau xe con là vậy đó. Dạ đúng rồi. Đó. Buổi tối đi ngủ nó cũng vậy. Hay là bệnh lạ nè, em ơi, bệnh lạ đó. Bạn ngứa nú rồi sao á. tại vì kiểu như con là hướng dẫn viên á, chồng con đi tới cái đoạn đường này là con ngồi sẽ hỏi thuyết minh, ví dụ đi đường Điện Biên Phủ nè, à tại sao lại đường Điện Biên Phủ, và con sẽ kể chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nghe đó ông chán. Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Đó, con đi tới đâu con sẽ thuyết minh tới đó, nhưng mà ông kiểu ông không chịu, không nghe, ông nghe nhức đầu, ghét được chọc lét hay con làm gì nó vui. Để cho tỉnh đó phải không? Dạ. Rồi. Rồi. Còn một cục cái nữa là vợ con hay bị mớ. Dạ. Cái đợt gần đây nhất là về quê mà ra mắt dòng họ. Thì tự nhiên cái con đang nằm, lúc đó đêm cũng khó ngủ thì cũng hơi lạ chỗ á, nhưng mà vợ con thì ngủ rồi. Con nằm con bấm điện thoại, con coi cái này cái kia. Thì tự nhiên cái bà bật dậy. Cái con tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi. Xong tự nhiên cái quay ra hỏi con, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Máy bay đáp ở đâu mà hay vậy anh? Xong rồi con mới nghe, ôi em bị gì vậy, em bị gì vậy? Xong rồi cái hồi xong cái làm sao ngủ tiếp, cái xìu xìu cái lại lăn ngủ tiếp. Bé bị mớ nghề nghiệp, bị bệnh. À, lâu quá không bay á. Đúng không? Không, thật ra con bay nhiều, con lại không dẫn, con cũng bay nhiều. Nhưng mà con chắc là lần đầu tiên con ra Bắc chỗ lạ, không muốn quen. Nên con mớ hay sao? Chắc con lâu con không làm đó. Con nhớ đó, bị nghề nghiệp á con. Bị mấy năm dịch á, cấm bay. Dạ. Rồi mớ, nhưng mà thật ra cái mớ đó không phải thật xấu. Cái mớ đó là coi như là cái hành vi đó là người ngủ tao không biết. Dạ không, thì ý con nói là cũng là xấu, nhưng mà con thấy nó đáng yêu, nó cũng đúng rồi. Vợ có khi nào mớ nhéo là cũng không phải tật xấu đâu. Có khi nào mà trong giấc ngủ cô ấy động thủ, động tay động chân với con không? Mớ mà bật vậy mà tát bóp mà chồng. Chú đoán đúng quá. Dạ, mới được đâu một tháng trước thôi. Tự nhiên con rất đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Nhiều khi mình ngáy mình không biết đâu, nhưng mà tự nhiên vợ con tát yêu một cái, mà tát cũng không yêu lắm đâu, nó cũng chát một cái. Xong mới hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào. Chà, ghen trong mộng hả? Dạ đúng rồi. Ghen trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Thì vậy con là... con cũng không phải là mình mà mình không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình mới ngủ dậy mình chưa biết gì, mình còn đang gọi là đang nhảy đầu, mình đang nhảy số, xong cái mình nghĩ là ủa mình có làm gì sai không ta, mà sao thì cái đánh mình vậy. Xong rồi cái nghĩ, nhưng mà cũng ngủ đi. Xong cái hồi sau 8 giờ con dậy một lần nữa thì lúc sau mới nói là ủa sao mà giấc mơ mà nó thật quá anh này kia. Không biết nè, anh nắm tay nhỏ mà anh còn để cắp sành này gì, tay người yêu tôi nè này kia mà tả như thật vậy. Nhưng mà lúc không ngủ bình thường là có ghen không? Vợ con thì cũng tin tưởng con. Không có ghen. À không ghen. Con cảm nhận là không ghen. Dạ không ghen, nhưng mà có thiệt không? Dạ con tin vợ con. Vợ con cũng không tin con. Không nói ra thôi. Dạ. Cho nên mới nói trong lúc mớ đó con. Nó dồn nén á đi vào trong giấc ngủ. Dạ, nhắc cái chuyện ghen này thì cái đợt sinh nhật con vừa rồi á thì tự nhiên vợ con học đâu á cái mua mấy cái quần con á. Xong cái bà in cái mặt bà vô. Làm đủ trò này kia, xong cái hỏi ủa sao em mua gì kỳ vậy đó. Em mua vậy mốt mà có đứa nào mà nó lột ra thấy cái mặt em mà nó ghen. Có đó. Ghen mà không chịu nói. Có đó nghe. Ghen ngầm á, con hiểu không? Đó. Con cũng không có. Ủa nó nghe nè, sao con lại in cái mặt con ở trên một cái cái quần ship như vậy? Dạ tại vì con nghĩ là cái chuyện vợ chồng thì nó cũng bình thường à. Nhưng mà kiểu là con tặng giày dép hay là dây nịt nó bình thường quá. Với lại là cái tính của vợ chồng con nó như nhau á, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái chiêu của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi, xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Trời ơi, bữa con giặt đồ tự nhiên con thấy ủa cái gì đây, tự nhiên tại sao lại mặc cái quần này. Anh lộn. Lần đầu tiên chị thấy một cái chiêu ghen mà ghen đáng yêu mà dễ sợ như vậy luôn. Mà nhưng mà nếu như vậy có hình người khác nữa thì cũng có nhiều người có cái chiêu giống con. Nhưng là cái chỗ chỗ in người ta nó lộn đó, hiểu không? Mà anh lộn à, hay quá, để kỳ này chị chỉ cho Liên.
Chị vậy? Trời ơi. Chị chỉ cho Nguyên. Thôi mặc vô kỳ lắm. Không, cái chiêu đó hay em ơi. Chiêu đó hay vô á. Nhìn vợ nhìn cười không luôn. Cho nên là khi mà chồng mình đi du lịch đó cô, đi du lịch con cứ cho nó thoải mái, con xếp mấy cái quần nó vô. Đúng rồi. À. Mặc, chỉ được mang những quần đó đi thôi. Tại vì bạn nào mà chỉ cần tuột ra coi là thấy ô kìa. Rồi, thấy cái mặt chủ. Là biết có vợ rồi nha. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Con nghĩ chắc ba là nhiều rồi. Không phải, ví dụ như có về hay trò chuyện tám chuyện thiên hạ gì mà về kể cho chồng nghe không? À không, dạ đúng rồi. Chú Thuận là dự đoán nay hôm nay là chương trình này dự đoán 100% luôn á. Nhân viên mà. Dạ. Có nhiều chuyện trên đời lắm á. Con đi ngủ là nhiều khi mình đi ngủ 11 giờ mấy thì cũng muốn ngủ rồi, cũng hơi mệt mệt rồi thì vợ con sẽ kể những cái gọi là những cái gì mà thông tin nóng hổi của cái mạng xã hội bấy giờ, như là cái vụ mà người ta té lầu mà kia, anh ơi em thấy người ta té mà ghê quá, em coi em không ngủ được luôn. Xong rồi hôm khác lại lâu lâu lấy cái chuyện hoa hậu ra ngồi nói, em chắc chắn là Thùy Tiên đạt top 1, xong rồi ngồi dự đoán năm hoa hậu mà lúc con cũng không hiểu gì hết mà vẫn phải nghe. Tại vì không mình... nghe là bà giận. Không em ơi, cái đó là nhu cầu thổ lộ đó. Bây giờ mình không tâm sự chồng mình, tâm sự với ai? Đúng tại không? Tại vì hồi trước con đi làm á, nhưng con nói chuyện với đồng nghiệp, con nói chuyện với khách. Tại mình lên xe mình phải thuyết minh liên tục. Đúng rồi, bệnh nghề nghiệp mà. Không thuyết minh thì người ta sẽ nói là hướng dẫn viên làm biếng. Đó, mình nói liên tục nhưng mà về nhà không ai nói chuyện với mình đó. Cái bệnh nghề nghiệp của người ta. Người ta là hướng dẫn viên du lịch giỏi giang. Rồi tự dưng bây giờ người ta bị ngưng, đúng không? Cho nên tất cả dồn hết vào trong mơ, con thấy à? Anh ơi, máy bay đáp mấy giờ? Ơi, con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con thấy vợ con bây giờ quá hoàn hảo với con. Quá đáng yêu. Bây không? Giờ con sẽ thay đổi vì giờ vợ thôi chứ. Hay quá. Rồi nhân đây con nói luôn đi, những tật xấu của anh. Tật xấu thì thật ra thì cũng nhiều á, nhưng mà con chỉ muốn chồng con thay đổi một số cái, ví dụ như là bớt nóng tính. À nóng tính lắm hả? Cọc tính. Nhưng mà có cọc tính với vợ không? Cọc, nhưng mà như kiểu con đi, hai vợ chồng đều nhau hết, nhưng mà khi mà chồng con nóng lên hay gì đó là con sẽ dịu xuống. Đó là cái cách mà hai vợ chồng con tự xưa cái nóng nhất của chồng con nhau. Là làm kiểu gì? Kiểu sao ta? Có nhiều ông chồng thể hiện là nói lớn, nạt nổ, rồi đập nạc, đồ, đập chén, đập điện thoại, nạc rồi đập luôn ảnh cưới luôn. Và kiểu như nạt nổ với anh chị em trong nhà thôi, kiểu gây nhau mà hơi lớn tiếng á. Mình kiểu như mình thấy, mình ấy thôi. Nhưng mà không có lớn tiếng với vợ. Thật ra vừa lớn tiếng là con nói như là tắt đài này. Kiểu như là con dằn xuống, mỗi lần muốn gây nhau là con không có gây lộn được. Cho nên là hồi xưa giờ ở trong nhà, cả nhà chưa bao giờ nghe vợ chồng con gây nhau. Chỉ nghe giỡn thôi, chứ chưa bao giờ gây nhau. Cho nên là mình nhiều khi một người gây thì người kia phải biết dằn là vậy. Cho nên đúng là con rồi. Muốn chồng con phải là cái người dằn trước. Nhiều khi con muốn, với lại là lúc nào cũng phải biết nói câu xin lỗi trước. Làm sao nhưng mà không bao giờ nói xin lỗi nè. Chồng em hả? Dạ không bao giờ nói xin lỗi trước. Đợi chọc nha con, quạo, thật là quạo luôn mà con tức mà tao nói con khóc luôn á thì bắt đầu mới xin lỗi. Đó là mình kiểu mình bị hụt hẫng rồi. Nhây á. Dạ nhây rất nhây. Đó cái đam mê á con. Với lại là chồng con bị cái là ví dụ như người ta nghe, người ta nghĩ là vô duyên, kiểu như giỡn, như mến đồng nghiệp cho nên chọc đồng nghiệp. Nhưng mà chọc nhiều khi lố quá cái người ta buộc. Đó cho nên là nhây, nhưng mà thực tế là thực ra là chồng con thích người ta mới chọc thôi, kiểu vậy. Cho nên là đối với những ai mà chồng con mà giỡn nhây quá là đang chồng con đang gọi là mến, cởi lòng, cởi mở với đồng nghiệp đó, hoặc là anh chị em đó. Còn chứ thực ra thì ví dụ như đi mà không hợp ra là ngồi im re, ngồi im re bấm điện thoại không nói chuyện với ai hết. Cho nên là khi nào nhiều người đàn ông có cái tính đó, rất ngay gặp bản thân cũng vậy. Ví dụ như thân thì mình mới chọc, thân thì mình mới ghẹo, còn không thì chẳng bao giờ nói. Là kiểu vậy á, nhưng mà con sợ nhiều khi mình bị quá ô về, bị ô về quá đi. Và với lại là chồng con kiểu hơi con nít á, nên là con cần chồng con chững chạc một xíu. Thí dụ như những cái điều gì mà con nói chồng con nít? Chồng nít hả? Nói chung là nhiều lắm chứ. Nói chung là nhiều cái chi tiết mà con nói, con nhận định chồng. Nội cái nhây đó cũng là nít rồi đó, nhây đúng nhây. Không? Dạ. Có mê này kia không? Có mê game, mê ơ đồ không? Hình như con thấy là hình như đàn ông nào cũng mê game hay sao ta. Tại vì á, nếu như mà tại vì bây giờ con đang có em bé, con cần ngủ sớm. Mà chồng con chơi game, ví dụ như mà con kêu tắt loa thì có thể tắt. Nhưng mà cái tiếng của bàn vi tính đó cô, cạch vậy nè, nó không ngủ được. Mình ví dụ như mình chơi là con nói là chơi tới 10 giờ rưỡi nha. Ok, chơi tới 11 giờ mới hết trận. Đó. Lỡ dính vô trận rồi. Mà con, cái này cũng thật ra cũng là tật xấu, con không biết phải tật xấu không. Nhưng mà cỡ tới 11 giờ á, nguyên một ngày không có chuyện gì hết. Tới 11 giờ con đợi tắt đèn đi ngủ hết, con sẽ làm con nhảm. Con nói vậy đó, tại sao anh lại như thế này thế kia. Con nói hoài vậy đó, ghét mà chồng con bạo luôn.
bắt đầu 11 giờ con mới đúng bật rồi. cái nút nói lên. Dạ, khoảng tầm đó con mới bật nút nói chứ ban ngày con không muốn nói chuyện tới. Ủa sao ngủ ta? Có nghĩa là bắt người ta 11 giờ, 10 giờ rưỡi là phải tắt hết. Đó là ngán ngộ đó em. Rồi xong vừa ịn cái lưng xuống nửa tiếng là tới bà mở cái loa. Đó. Tại vì kiểu như là lúc đó con kiểu như con bực quá, con nói không được thì con đợi khi nào mà tất cả im lặng hết thì lúc đó con mới nói. Tại vì ở nhà nhiều khi cũng có người nên con không muốn giờ cầu nhau hay là chửi chồng hay là gì gì á. Nên là hai vợ chồng không gây lộn mà vậy, con chỉ có cầu nhau thôi. Và khi mà con cầu nhau lúc đó thì bất lực, không có nói được gì hết. Ủa nhưng mà bây giờ cái tật xấu mà chơi game mà chơi tới đêm á thì là cải thiện chưa? Dạ, dạ, hay là đợi nhắc nhở rồi mới bây giờ con muốn chồng con cải thiện, ví dụ như chơi tới 10 giờ là 10 giờ. Hoặc là chơi ít nhất là 10 rưỡi trở về trước thôi. Con mong không, muốn con nói luôn đi con. Đó con mong muốn chồng con thay đổi. Dạ, không, bây giờ con muốn chồng con hứa. Đó thôi chồng hứa đi chồng. Dạ đi. Hay có cô Hồng Vân Quốc Thuận ở đây thì con hứa luôn à. Nhìn nó nhìn em, nhìn dạ. em. Ừ anh hứa với vợ là từ giờ anh nói chơi đến mấy giờ là anh sẽ tự giác nghỉ. Không bao giờ chơi qua 10 giờ rưỡi. Không chơi qua 10 giờ rưỡi. Nghe tới 10 giờ 29 là tắt đó. Dạ. Đúng không? Rồi. À, có mong muốn chồng gì nữa không? Với lại là kiểu quan tâm giúp đỡ vợ, tại vì trong thời gian này con đang có em bé thì kiểu như là việc nhà hay này kia nên san sẻ với nhau một chút xíu. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Cô đang tính dặn con. Tại vì đó. Con đang bị động thai nữa. Đó. Thấy chưa? Vậy là phải càng không được để vợ buồn, không được vợ làm nhiều quá. Đúng rồi. Với lại con biết không, con sẽ phải chịu được một số những cái trái tính trái nết của vợ con trong quá trình mang thai. Sau khi sinh, có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng khoảng gần 2 năm nữa về cái trái tính trái nết của vợ con đó. Phụ nữ mà mới sanh xong là thay đổi khác hơn cái lúc mà đang mang thai. Đang mang thai đã thay đổi rồi nghe. Sanh xong thay đổi hơn như vậy nữa. Mà con phải chịu đựng cái đó nha. Cái đó không phải là nó là thuộc tính của vợ con đâu. Nó là do hormone nó thay đổi cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà sau gần 1 năm em bé nó bắt đầu khoảng 1 tuổi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đó. Đức có muốn con mình sau này vui vẻ không? Lúc nào cũng cười không? Dạ cũng cỡ cỡ con được rồi. Không, đừng vui vẻ quá đó. Nó vui á là trong lúc nó trong bụng mẹ đó là mẹ nó lúc nào cũng phải vui hết. Cho nên cái điều mà chị Vân khuyên thì nói chung là đủ hết rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn khuyên thêm cái nữa là lúc nào cũng vậy, trong cái giai đoạn này nên làm vợ vui. Vợ vui thì con sẽ vui và con sẽ khỏe mạnh. Cô nói nghe nè, bây giờ con cái vụ game đó con tạm thời con gác qua đi, mà hai đứa sẽ thay đổi bằng một cái hình thức khác, ví dụ như là trước khi đi ngủ hai đứa cùng nhau coi một bộ phim. Cô nói thiệt đó, hay lắm. Tụi con mà dính vô một cái phim bộ nào tụi con sẽ bị ghiền, hoặc là tụi con một cái phim tình cảm lãng mạn nào đó tụi con sẽ bị ghiền coi. Mới đầu có thể là con chưa quen nha, nhưng mà con coi chừng một tuần lễ thôi là con sẽ bị ghiền luôn. Coi chung á mà cái đó hay lắm nha, thiệt. Mai mốt thứ nhất là em bé nó sẽ rất là nó sẽ rất là thích đó, nhất là những cái bộ phim nào nó có những cái nhạc hay á con, cái nhạc hay này kia nọ nó thích lắm, mà vợ con sung sướng mãn nguyện, nó bớt trái tính trái nết nghe thiệt. Rồi nhân hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son thì thôi bây giờ Đức đi đó. Bây giờ chú muốn Đức có một cái lời nói gì đó hoặc có một hành động gì đó với vợ mình trong cái kỷ niệm cái ngày quay hình chương trình Vợ Chồng Son này. Con có cái gì mà bí mật hoặc là cái gì đó mà làm cho vợ surprise không? Dạ thì con cũng có nhờ bên ekip rồi, mình là chuẩn bị một món ăn. Dạ thì cứ nói với vợ. Thì con cũng biết là trước đó từ lúc quen nhau tới giờ là con cũng có chưa có một lời tỏ tình chính thức, với lại là một lời cầu hôn nào đó nó mãn nguyện. Đừng có nói với tôi với Hồng Vân hay với ai, nói với vợ đó. Dạ thì từ lúc quen nhau tới giờ thì anh chưa có một cái lời tỏ tình nghiêm túc cũng như là một cái sự cầu hôn nghiêm túc nào dành cho em. Thì qua chương trình Vợ Chồng Son này thì anh cũng muốn tặng em một bó hoa. Thì cũng mong là em sẽ tiếp tục làm mẹ của đứa con thứ hai, thứ ba nữa của anh. Anh sẽ thay đổi nhiều hơn vì con và vì em. Rồi, em nhậu. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, con có thể chồng con sớm đó, chứ thật ra thì con thích hoa mà không bao giờ chồng con tặng hoa cho con hết. Rồi, vậy là hôm nay phát huy nha con. Dạ, đó, phát huy nên phát huy một tuần hoặc ví dụ như là một tháng 2-3 lần gì đó là bảo đảm cũng vui hoài.
Và dạ. vui hoài thì con sẽ vui nghe. Và dạ khi ra đời là con chỉ có cười mà thôi. Ha. Chúc cho chị số con Liên. Chị chỉ nó cái phương pháp mà in vô trong. Ôi trời ơi, chị nó mượn hộ ghê vậy đó ha. Rồi anh trước khi kết thúc thì anh xin chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là Duyên, mẹ tròn con vui. Dạ, con xin cảm ơn cô và cảm ơn chú và cảm ơn chương trình ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha, bốc quà nha. Ôi, không có nghĩ tới con số nữa. Anh Hồ nói là anh Biên nghe nè nè. Anh Hồ nói là anh Biên nghe nè nè. Gì? Quần gì? Đây, con qua đây nè. Mời hai em. Ê, nó nghe nè, cặp kia bỏ về kìa. Cặp kia bỏ về rồi nghe. Đó, em đứng trong. Vợ đứng trong.